Nếu như anh em đang cần tìm một giải lập chơi game trên PC vừa nhẹ vừa mượt lại còn có thể auto như thế này thì hãy tải luôn LD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em nhé. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chơi nốt cái sự kiện tìm máu trợ yêu để có thể lấy thêm cái quà mốc 56 phát này thì mình có được đây cái này anh em ạ. Thì Dương Pháp Bảo đấu la tùy chọn khá là ngon nha. Ok, thì mình cũng sẽ đầu tư. Anh em có thể nhìn thấy là cái tiên ngọc của mình còn có 2.800 thôi. Lý do là bởi vì hôm qua mình cũng đã chơi full cái vòng luân hồi điện để lấy thêm một vài em chú tức nữa. Thì nâng cấp được lên thì bây giờ công kích các thứ là cộng được 71,1% rồi. Nếu không là bị thọt yêu lực quá. Rồi, thì sẽ thử xem nào. Được cái gì nữa không? Ok, hết rồi đấy. Thế thôi. Năm này thì vẫn có nhiệm vụ này. Chặt đào đúng không? Rồi khiêu chiến đấu pháp các thứ. Ôi thế phải chặt luôn đây. Trong lúc chờ đợi thì phải chặt cái đã anh em nhé. Choáng này. Cái này mình vẫn phải chỉnh lại tí. Choáng kháng bạo. Ok. Chiến rồi. Ô phải khiêu chiến đẩy à? Dương thần à? Chuyển sang âm thân ý. Thế mai cũng lết được lên hơn 2 ước tí anh em ạ. Ok. Chiến nha anh em ơi. Khiêu chiến 2,46 à? Thế thì đánh cái này. À, bây giờ mình thấy game này hay phết bởi vì là bao giờ nó cũng thòng cho một cái em lực chiến cực kỳ là thấp là con bot ấy. Nếu như anh em thấy cảm giác không đánh được thì hoàn toàn có thể đánh con bot đấy, đỡ phải mất công reset anh em nha, hay phết đấy. Đây này, Chư Vương đánh thử 2,04 ức này. Rồi có choáng này. Tính choáng là thấy team bạn là thấy thốn rồi đấy. Ok chưa? Ai à. Á, à, hai con chú tước đánh nó vẫn cứ là khác bọt anh em nhé. 1,52 múc luôn này. Có choáng ngay, hoàng đế cũng được việc ghê anh em ạ. Mình thấy tỷ lệ choáng của hoàng đế khá tốt nha. Rồi, ai à. Mình đánh choáng này thì sợ nhất như ông nào mà cầm ứng long mà có cường hóa linh thú giật cho thì thôi rồi luôn anh em ơi. 2,09 đánh hơn lực chiến tí xem nào. Ôi, may quá. Ông kia cũng chơi choáng kìa. Rồi luôn. Cuộc chiến giữa hai người như ông đấy chơi ứng long. Hốn hơn mình đấy. Hốn hơn mình đấy. Vẫn chơi được nha anh em. 2,04 tiếp tục là chiến ông này bởi vì lúc này là thắng rồi. Bây giờ cứ tìm những ông nào mình đã đánh thắng rồi là mình múc thôi. Thì lúc đấy là điểm của mình sẽ tăng lên thôi. Có gì đâu. 1,84 này, 2,01 bạn ấy chưa đánh này. Thử coi ấy, choáng liên tục nhá anh em nhỉ. Hoàng đế vào trận vắt thì choáng liên tục luôn. Và khi choáng được rồi thì em chú tước nó xẹt cho, phẹt cho mấy quả là đi ngay. Ui thì quả này không choáng rồi. Đấy, nhưng máy qua đánh thường lại choáng. Wow, ổn vai. Đấy, một vài choáng là một vài tấn công. Thế cho nên là anh em nào đam mê tấn công đi PK sướng thì có thể là build theo cách của mình đấy, thì mình cũng build sang ngày thứ 40 mấy rồi đấy. Anh em có thể theo dõi lại cái series này nhá. Nếu như anh em là người mới tinh, Cuồng Long 2,09 này, thì biết là build một cái gì cũng là choáng luôn. Cũng là choáng luôn. Cũng là choáng. Nhưng mà chú tước thì nó vẫn khác hơn đấy anh em ơi. Ok la. Rồi, đấu xong 9 lần rồi. Tiếp tục là đi chặt cây để có thể làm nhiệm vụ anh em ạ. Một chiếc các thứ. Trong này có những nhiệm vụ gì nhỉ? Nói chung là mình đích nhớ được mấy cái nhiệm vụ trong này chơi mãi giờ nhưng vẫn không thể nào nhớ được. Chơi lắm game quá. Tăng cấp linh thú 3 lần này. Khiêu chiến dị thú xâm lược à? Tăng cấp linh thú 3 lần đúng không? Cái này thì phải dựa vào mấy con linh thú giờ hơi biết bơi rồi. Làm mới thử xem nào. Hai này. Xem con pet đỏ sắp tới sẽ là con gì nha anh em. Ứng long này. Thực ra nhiều ứng long lắm, ngày từ ngày hôm qua đến giờ mình phải ra đến chục con ứng long rồi nhưng mà chẳng qua mình không chơi, mình đua đòi, mình đú luôn pet đỏ ấy chứ. Rồi luôn là nặng thế, về lâu về dài nó vẫn thế anh em ơi. Rồi luôn bạch hổ. Nên lấy tạm con này vậy. Con này nâng cấp luôn. 1, 2, 3. 3 lần đến 5 nhỉ, thôi cứ 5 lần đi. Ok, chuyển sang phần dương thần để mình đổi cái liên kích cái anh em nhá. Đây này. Ôi, lực chiến giảm đi à? Thì stack luôn. Em chỉ số liên kích là bao nhiêu? 192 à? Ôi, đều 192 này. Ôi, nào đều trần chặn thế nhở? Choáng choáng, ok. Thế mình chờ trên 200 một tí. Chờ liên kích lên 200 một tí thì mình sẽ đi dị thú xâm lược anh em nhé. Bởi vì trên 200% thì cái tỷ lệ liên kích nó sẽ ok la hơn, ổn định hơn. Và lúc đấy sức sát thương gây ra là nhiều hơn anh em ơi. Đặt cây 10 lần này. Có để mình xem sao sắp đến trung kỳ ấy, như còn nó mấy level nữa thôi này. 375. Tính ra là 3 level để lên này. Và thêm một level để lấy kinh nghiệm nữa là 40k đấy. Thì tương đương khoảng là 4.000 đào. À, thế tiêu chiến yêu vương phát nhỉ. Càn quét rồi, hôm nay chắc vẫn chưa lên được. Mai. Thế là ngày mai thì mình sẽ lên được. Ok đấy. 2.800 này. Biết đâu đấy hôm nay lên được thì sao.
gói linh thú. Nói chung là mình chơi hết một vòng rồi anh em nhé. Vòng đầu tiên thì mình chơi hết rồi. Có lẽ là mình sẽ tích lũy lại để chờ sự kiện lần sau, chứ bây giờ nếu như chơi thì cũng không hết được vòng 2. Đấy. Triệu hồi tinh quái này. Rồi, ngon ngay. Vận may hôm nay là liên quan đến cái gì ấy? Liên quan, à vẫn là liên quan đến thần thông nhỉ. Chia sẻ. Liên kích hút máu này. Ấy, cũng được này, 144 vạn được chứ. Đấy. Thế thì, à vẫn chưa. 196 biết ngay mà, vẫn thiếu anh em ạ. Quay thế nhỉ. Cố lên ra nào. Nhiệm vụ. Đây rồi, 500 lần thì vẫn chưa này. Khiêu chiến dị thú xâm lược 3 lần này. À cái này làm được luôn này. Thu thập phúc địa. Ôi thì chết rồi. Ấn nhầm 129k please. Mày quá anh em ơi. Đi thì đi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ok. Đây, xong cái nhiệm vụ nữa. Đó, ngon lành luôn anh em ơi. Kêu chiến dịch từ xâm lược 3 lần à. Để đánh luôn không nhỉ? Né tách luôn. 44, à 44. Thế thì chắc là chưa cần đâu. Mình mua gói hạn giờ đây chắc đủ này. 1, 2, 3 này. Ok. Đây. Nếu như cần thiết thì mai mình sẽ nạp cái gói quỹ tu vi để lấy thêm tí tiên ngọc anh em nhé. Đây này, cái gói này này. Bạo kích. Ok thay luôn. Gói siêu hồi đây anh em ơi. Quỹ tu vi tiên duyên này. Đấy, 379k. Rồi, hợp lý đấy. Cái gói này hợp lý này, chơi được về lâu dài. Nên đầu tư những gói nào mà lâu dài được, chứ còn mấy cái gói kia thì nạp suốt. Rồi. Đây, tìm báu nha anh em ơi. X10 nha. Chưa ra được cái nhỉ, đen thế. Trời ơi. Quay thực sự nhỉ. 1. Đấy, thế là được cái dương kia thì chọn pháp bảo ngon rồi đấy. Né này tách luôn này. 62 rồi mà vẫn chưa ra anh em ạ. Chán. Kinh khủng luôn ấy. Túi càn khôn. Dương kia đâu nhỉ? Đây. Dương này à. Cái này thì là tăng công này. Ồ. Oh, oh. Bộ đấu la tăng nhiều thứ nhỉ. Cái này tăng cái gì? Tăng HP. Tăng HP này. Sao làm cái tăng HP thế? Cái này tăng cái gì? Tăng công này. Cái này cũng tăng HP. Đây, tăng HP, chủ yếu là tăng HP, có hai cái là tăng công thôi. Rồi, mình sẽ lấy cái này nha. Ok. Rồi. Được tăng sao, ủa? Kích hoạt mà sao nó lại hiện ra được tăng sao nhỉ? Kinh khủng ấy. Không có vẻ là ra gì vào lầy lọ. Toáng là kháng phản công à. Chờ mình tí. Cái okay, mình vừa lấy được là cái nào, cái này à? Phải không? Không. Cái này chứ. Thì nó cứ ná nhau anh em ạ. Rồi, kiếm thêm để nâng cấp lên nha. Mình thấy có công 3% và kháng phá giáp nữa. Hợp lý luôn anh em ơi. Để danh. Đây, để mình check qua cái kháng choáng sang phần dương thần để xem nào nhá. Choáng này, kháng bạo. Choáng kháng bạo. Ôi ôi, nhưng mình đang build vào kháng bạo anh em ạ. Đây lại kháng phản công thì tách vậy. Không biết làm sao bây giờ. Túi càn khôn. Túi càn khôn ở trong này thì tạm thời là lấy. Đấy, 6 cái này kìa đã. 60 đúng không? Cái này thì sao? Ok, ngẫu nhiên luôn này. Còn dương gì nữa không? Dưới này là hết rồi. Uầy, tập lưu lưu của mình có 1090 này. Chuẩn bị là hết đấy anh em. Mua được thêm một con chuột nữa rồi. Con chuột thứ 7 nha. Wow. Kinh ấy. Cái này thì mở luôn cái dương ấn ký nha, tí nữa đi ghép. Ok anh em. Tiếp tục là tự động nha. Đây. Pháp bảo của mình thì cái này đây. Nâng cấp luôn nhì. 1
2, chứ đủ tài nguyên để nâng cấp thêm. Mình sẽ để dành để nâng cấp cho cái này nhé, bởi vì mình thấy nâng 3% công là cũng ngon đấy. Cái này chỉ có 2% công thôi mà cũng đã ngon rồi. Cái đấy 3% thì tuyệt vời luôn. Tầm 3 2 này. Ok đấy chứ. Tạm tạm rồi anh em ơi. Đó thì hôm nay mình cũng lấy thêm được cái đấy nữa thôi. Còn có cái gì nữa không nhỉ? Sạp đại yêu xem nào. Sạp đại yêu phản công người tách. Này 100 đúng không? Lấy thêm cái hút máu à, tách. Đấy, mua thêm người ấn ký anh em nhá. Túi càn khôn. Đây rồi. Dùng luôn. Đấy, bây giờ đi vào chiêu mộ thần thông nữa để làm nốt cái vận may nữa là hết ngày hôm nay anh em ạ. Đấy à. Hiện lên nhỉ, cay nhỉ. Rồi luôn. Ảo thật đấy. Mình bỏ ít 10 anh em. Bây giờ mình phải chơi thì trường phái tiết kiệm rồi anh em ạ. À, chiêu mộ bình thường thì mình sẽ ấn x10. Mình chiêu mộ luôn nhưng mà thế thì nó lố mất 3 cái đúng không? 4 này. 5 này. 6 này. 7 này. 8. 9. Và 10. Ok. Đủ rồi đấy. Nâng cấp một cái 5 phát thì đang chưa biết nâng cấp cái nào vì mấy cái này toàn level 1, chán kinh. Nâng cấp tạm cái này đi. Cái này. Đấy. 1, 2, 3, 4, 5. Full chưa? Full lớn nhỉ. X10 nhờ anh em nhờ. Xem được cái gì nhá. Trời ơi, chán thế. Ta được cái con què gì anh em ạ. Gói free này. Ơ cái trang bị gì đây? Choáng kháng bạo à? Ôi ngon này. Ơ đúng với dương thần luôn. Ơ xin luôn chứ còn gì nữa. Ok. Tiếp tục là tự động chặt thôi. Có 12 bình này. Giản một tiếng. Được anh em. Bí cảnh hai dòng thì tiếp tục là mình sẽ cày thôi. Ok nhá. Thì chúc anh em chơi game vui vẻ nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.